Cả nhà mình, cuộc sống của ba em á là rất là khó khăn, thì anh cũng muốn là bé Chím á là chia sẻ về cái hoàn cảnh của em để cho mạnh thường quân á, ông bà cô chú trong nước và ngoài nước yêu thương nha. Là ba mẹ của em là bỏ nhau rồi đúng không? Em có thể là nói sơ qua hiện tại bây giờ là ba của em ở đâu em biết không? Ba em ở núi. Ở trên núi cao hả? Ừ. Lấy vợ khác chưa? Lấy chữ khác rồi. Có hay xuống đây thăm ba chị em không? Có một người tế, có một người không có tế. Rồi mẹ của em sao nè? Mẹ của em chết rồi. Mến chào cả nhà thân thương. Lời đầu tiên, Đức Chí Lê Thang xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Cả nhà hôm nay Đức Chí Lê Thang mời cả nhà mình đồng hành cùng với Đức Chí Lê Thang đến thăm lại cái hoàn cảnh của ba chị em mồ côi cha mẹ. Cuộc sống của ba em rất là khó khăn trong cuộc sống cả nhà. Hôm nay á, Đức Chí Lê Thang đi ngang qua cái tuyến đường này thì cũng đã 2 năm trôi qua rồi, thời gian trôi rất là nhanh luôn cả nhà mình. Hôm nay Đức Chí Lê Thang quay trở lại đây để tìm hiểu về cái cuộc sống của ba em trong thời gian 2 năm này, cuộc sống của ba em sống như thế nào, có gặp khó khăn gì không. Đức Chí Lê Thang sẽ giúp đỡ cho ba em, tại vì Đức Chí Lê Thang có một cái ấn tượng về một cô bé trong ba chị em thì có một cô bé học lớp 5 cả nhà. Cô bé này rất là ngoan, cô bé này là tên là Chip cả nhà. Và nói khi mà Đức Chí Lê Thang biết đến cái hoàn cảnh của em thì nghe em chia sẻ thì rất là thương cả nhà. Không có cha mẹ gì cả, ba chị em phải nương tựa sống với nhau trong cái ngôi nhà che như thế này nè cả nhà mình. Và ba cô gái này là người đồng bào Đắk Lây nha cả nhà. Mời cả nhà mình hãy đồng hành cùng với Đức Chí Lê Thang hết tập video này. Khi mà biết đến cái hoàn cảnh của ba em thì mấy anh em hỗ trợ nhau ở cả nhà, thì cái ngôi nhà này là của em gà lang thang đã tặng cho ba em. Trước kia là ba em sống trong cái ngôi nhà tre này, Đức Chí Lê Thang đã trực tiếp hỗ trợ em gà lang thang cất lên cái ngôi nhà này. Thì hôm nay Đức Chí Lê Thang muốn mang vác những cái món quà tình thương để đến tặng cho em, để cho em có cái động lực học tập cả nhà mình. Và trước khi vào thì Đức Chí Lê Thang sẽ review cái ngôi nhà của ba em cho cả nhà mình xem nha. Đây là cái nhà bếp của ba em nè. Và đây là cái ngôi nhà lúc trước là Đức Chí Lê Thang biết đến cái hoàn cảnh của ba em nè. Hello em, ăn cơm chưa? Chưa Cơm rồi. cho anh lên nhà nha, đừng có sợ đừng có ngại nha, lâu rồi không gặp ha. Cả nhà mình, Đức Chí Lê Thang đã mang vác những cái món quà tình thương để trên nhà em rồi, và bây giờ sẽ trò chuyện với cô bé học giỏi. Khỏe không em? Và đây anh nói nghe nè, đừng có ngại. Ủa sao mặc cái quần ướt mềm vậy, mới tắm về hả? Có nhớ anh không? Cuộc sống dạo này của ba chị em sao rồi, ổn không? Dạ ổn. Em học tập sao rồi, học có giỏi không? Dạ không. Học không có giỏi hả? Học có giấy khen không nè? Mắc cỡ cả nhà. Lâu quá không gặp, 2 năm rồi em ha, 2 năm rồi anh em mình mới gặp lại nhau ha. Chị đâu, chị em đâu? Chị đi phát rồi. Nói lớn lên đừng có ngại, đừng có ngại. Hôm nay là anh tới đây anh tặng quà cho ba chị em ha, và đừng có ngại chia sẻ. Em qua đây em ngồi nè, sát sát vô cho cô chú anh chị mình thường quân yêu thương em nè. Rồi em nói làm sao, chị của em đi lên trên núi phát rải là chị hai hả, còn chị ba đâu? Chị ba ân này. Chị ba ở bên kia hả? Hôm nay lễ là nhà trường cho nghỉ đúng không, nghỉ mấy bữa? Nghỉ 4 ngày, thứ năm đi học lễ. Cứ mình cứ nói lớn lên không có sao hết nha. Thì cái hoàn cảnh của em thì cô chú anh chị mình thường quân thời gian qua cũng yêu thương rất là nhiều nha. Cố gắng học tập nha em nha. Em tên gì? Em tên Chiếm. Bé Chím. Chiếm. Năm nay bao nhiêu tuổi nè? Năm nay 11 tuổi. 11 tuổi. Em học lớp mấy nè? Lớp 5. Học lớp 5. Học trung bình đúng không? Không có giỏi mà học trung bình đúng không? Cũng lên lớp ha. Không có giấy khen.
phải cố gắng nha. Cố gắng là chuẩn bị thi đúng không? Cố gắng là kỳ tới là phải có giấy khen nha. Thì cả nhà mình cuộc sống của ba em á là rất là khó khăn. Thì anh cũng muốn là bé Chím á là chia sẻ về cái hoàn cảnh của em để cho Mạnh Thường Quân á, ông bà cô chú trong nước và ngoài nước yêu thương nha. Là ba mẹ của em là bỏ nhau rồi đúng không? Em có thể là nói sơ qua hiện tại bây giờ là ba của em ở đâu em biết không? Ba em ở núi. Ở trên núi cao hả? Ừ. Lấy vợ khác chưa? Lấy vợ khác rồi. Có hay xuống đây thăm ba chị em không? Có một ngày tới, có một ngày không có tới. Ừ. Rồi mẹ của em sao nè? Mẹ của em chết rồi. Mẹ của em mất rồi cả nhà mình. Rồi tôi chưa lên hang á, là cũng muốn á, à, để cho em chia sẻ, để cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị khán giả chưa biết đến cái hoàn cảnh của em á, thì hiểu thêm về cuộc sống của ba chị em. Ở phía bên đây là cũng có những cái ngôi nhà của người đồng bào Rắc Lây, họ sinh sống rất là nhiều cả nhà. Thì cái tuyến đường này là xe máy chạy vô vẫn được luôn cả nhà, cũng gần cái đường lộ, cũng không xa lắm. Em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hôm nay ba chị em ăn món gì? Ăn trứng. Ăn trứng hả? Rồi hôm bữa giờ học tập rồi có gặp khó khăn gì không? Không. Sách vở cặp viết rồi có thiếu thốn gì không? Đầy đủ hết hả? Ừ. Rồi cái tiền đi học á, đóng học phí á, là ai đóng cho em? Chị. Chị làm đóng. Một tháng như vậy là mình đóng tiền học bao nhiêu tiền? Không có biết. Em không biết hả? Là chị đóng hết hả? Rồi bây giờ kêu chị ba vô anh trò chuyện chút xíu nha. Kính thưa cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, kính thưa cô chú anh chị khán giả, đây là chị gái của em Chiết. Chị gái là chị thứ ba. Bây giờ là anh nói với em như thế này. Hôm nay anh cũng cất công là đường xa tới đây, tại vì là anh cũng yêu thương hoàn cảnh của ba chị em của em á. À, mẹ thì mất, ba thì ở trên núi cao, cũng ít khi mà xuống dưới đây thăm. Em có thể là chia sẻ cuộc sống của em để cô chú chị Mạnh Thường Quân, cô chú chị khán giả yêu thêm nha. Em giới thiệu tên của em đi. Dạ em tên Mềm. Họ tên đầy đủ là gì? Ủa chào lá thì Mềm. Em mới lấy thì Mềm. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi nè? Em 17. 17 tuổi. Dạ. Em có chồng chưa? Em có chồng rồi. Có chồng rồi. Dạ. Hình như anh thấy là em đang mang bầu đúng không? Dạ. Bầu được mấy tháng rồi? 5 tháng rưỡi rồi. 5 tháng rưỡi. Dạ. Rồi chị hai đâu? Chị đi lên núi. Chị đi núi cao hả? Dạ. Làm gì trên núi cao á? Phát rễ. Phát rễ để là chuẩn bị là tháng mưa là mình trồng trọt hả? Dạ. Rồi dự tính là mình trồng gì em? Trồng bắp. Trồng bắp? Dạ. Ừ. Rồi bầu bì như vậy rồi có chuẩn bị gì chưa cho em bé chưa? Dạ rồi mua đồ rồi. Mua đồ cho em bé rồi. Mua đồ rồi? Dạ. Mua tã chưa? Dạ chưa. Sữa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Có dạ. Chuẩn bị tiền dành dụm rồi đó chừng ngày mình sanh đẻ chưa? Dạ chưa. Chưa có tiền luôn? Dạ. Em lấy chồng được mấy tháng rồi? Lâu rồi. Hình như là 2 năm rồi, anh em mình mới gặp nhau đúng không? Dạ. Cũng khá là lâu rồi. Rồi chồng đâu? Đi làm. Chồng đi làm ở đâu? Trên núi hả? Dạ. Làm, chồng của em làm nghề gì? Đi bẫy gà. Đi bẫy con gà rừng hả? Dạ. Để nhà bán hả? Rồi công việc đó rồi có thu nhập không? Một ngày bẫy được mấy con? Không có luôn. Không có luôn hả? Dạ. Ngày có ngày không chứ ha? Dạ. Rồi không có tiền hả? Các em thì còn nhỏ tuổi cả nhà. Thì bố mẹ thì không có ở cạnh bên. Nên là cuộc sống đôi khi là rất là khó khăn. Thương lắm cái nhà mình ơi. Là chị hai là phải lo lắng là nuôi hai các em ăn học nè, lo hết tất cả mọi thứ trong gia đình luôn. Chị hai là
thay thế cho bố mẹ làm trụ cột gia đình. Bữa giờ là cuộc sống là lay lắt qua ngày thôi hai em. Em có đi làm công việc gì để phụ chị hai không? Không. À, có bầu là ở nhà nấu cơm thôi hả? Dạ. Chồng đi làm nuôi. Bữa cả nhà đi chơi lên hang á, có chia sẻ về cái cuộc sống của em gái nè. Em tên gì em quên rồi. Mềm. Tên Mềm, em Mềm nè. Dạ. Đi làm ở dưới thành phố thì cuộc sống khổ quá rồi em cũng tuổi thân đó, rồi em cũng muốn kiếm một cái công việc ổn định để làm kiếm tiền phụ gia đình đó. Nhưng mà đi xuống thành phố làm á thì bị người ta lừa. Đúng không em? Đợt đó em đi làm là em nói là em đi làm quán hả? Dạ không. Chứ đi làm cái gì? Khách sạn. À, đi làm khách sạn để dọn dẹp ha. Dạ. Rồi bị người ta lừa luôn cả nhà, làm mấy tháng trời luôn mà người ta không có trả tiền không? Đúng không? Giờ mất hồn là không dám đi thành phố nữa hả? Dạo này có còn đi nhặt thân bò không? Dạ. Hình như là ba chị em của em là có tài sản là như 2-3 con dê gì đúng không? Dạ. Có bò không? Dạ không, có bò một con. Bò một con? Dạ. À, chính xác là mấy mấy con dê? 5, 6, 7 con gì đó. 7 con dê là dạ. Nuôi trong cái thời điểm mà người ta cho gia đình em á ha. Dạ. À, sanh sản ra ha. Rồi mình để mình làm vốn hay là có bán con nào chưa? Dạ chưa. Để làm vốn. Cả nhà mình đôi chân ngư thang còn đang giữ cái quỹ của chị Lily ở Mỹ. Thì cũng khá là lâu rồi đôi chân ngư thang mới quay trở lại thăm hoàn cảnh của ba em. Là quỹ của chị Lily là còn lại 2 con bò. 2 con bò thì đôi chân lang thang á, tìm hiểu những cái hoàn cảnh thật sự cần sự giúp đỡ. Để đôi chân lang thang á, là hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh á, khó khăn cái may mắn. Thì anh đến đây á, là mục đích á, là thăm lại cái hoàn cảnh của ba chị em. Và anh có những cái món quà tình thương để tặng cho ba chị em. Và anh cũng muốn là tặng cho cái chip là một con bò. Con bò để cho em có cái động lực để học tập. Sau này em lớn lên thì có cái tài sản. Cái chip là nghe anh nói tặng bò, biết chip có mừng không? Hả? Có mừng không? Mừng. Nếu mà anh tặng cho em con bò, em có chăm sóc được không nè? Chăm sóc được. Em có biết cắt cỏ cho bò ăn không? Biết. Thường ngày là đi học về là phụ chị đi chăn dê kia chăn bò hả? Dạ. Vậy là cái con bò của em là của em hay là của chị? Của chị. Của chị hai ha? Dạ. Là con bò đó là cái nguồn gốc ở đâu, là chị dành dụm mua hay là người ta cho? Ở nhà mẹ chồng của chị á, cho nuôi rẻ. Cho chị một con xong rồi đem đi về bên kia rồi. Dạ. Còn một con đó đi. À, ý là chị của em là nuôi rẻ. Dạ. À, con bò kia nó đẻ ra rồi chị được một con ha. Dạ. Bò bự không? Dạ không. Bò cái hay bò bự? Bò cái. Cuộc sống các em ở trên đây thì khó khăn lắm cả nhà mình. Tháng nắng như thế này thì khổ về nguồn nước là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là cái tiếng đi nó xa xôi. Cái thứ ba là không có ba mẹ bên cạnh, mấy chị em phải nương tựa với nhau. Thì chị hai là chị đầu thì bị gồng gánh hết tất cả mọi thứ luôn. Mấy bữa giờ là mấy chị em là gặp khó khăn nhiều nhất là gặp khó khăn về cái công việc gì? Em có thể là chia sẻ với anh không để anh đặng anh biết đường anh giúp đỡ. Có thiếu thốn gì không? Dạ không. Nhà còn gạo không? Dạ còn một ít. Còn một ít? Dạ. Rồi hàng ngày là mình ăn muốn ăn gì? Có hay đi chợ mua cá mua thịt về cho em ăn không? Dạ không, lúc có tiền đi, không có tiền thôi. Bao nhiêu lâu rồi mấy chị em mới đi chợ một lần? Có một lần à. Một tuần đi mấy lần? Một lần. Tuần đi một lần? Dạ. Đi chợ mua cá tươi hay là mua cá khô? Cá tươi. Dạ. Cho em ăn này, ốm tay ốm tông nè, bị chip nè. Ăn phải có sức mới học tập được chứ. Rồi em đi học về đâu có cho đi học thêm không? Bé em nè có đi học thêm không? Có. Có hả? Học thêm vậy mình tốn tiền nhiều không em? Không. Hình như là người đồng bào của mình cũng được ưu tiên chút đúng không? Dạ. Rồi đi học là tự lấy xe đạp đi. Từ đây tới trường có xa không biết chứ?
Từ đây tới trường của em có xa không? Dạ không. Gần hả? Đạp xe đạp đi một mình được. Thương lắm cả nhà. Hôm nay lên nó ngại nha, hôm nay sợ anh hả? Hơi đen nha, đi học mặc áo dài tay vô này. Chẳng bò mặc áo dài tay vô. Mới tắm xong cái quần ướt mềm, sẵn thay đi. Là tối mấy chị em ngủ bên đây hay là ngủ bên kia? Nhà chị ngủ đây. Thì hai ngủ bên đây là hai Nhà. đứa em ngủ bên kia. Rồi cái ngôi nhà cái được anh làm tặng cho tụi em đó có bị tạt bị dột gì không? Nhỏ. Rồi trời nắng nóng ở nhà ngủ bên đó có nóng không? Có. Có nóng hả? Nhà. Rồi đèn năng lượng tặng rồi còn xài được không? Xài được đi. À, em ở đây rồi hả? Nhà. Là bên nhà bên kia là không có. Nhà không đưa cho chị có em bé nữa. À, là chị hai để lấy chồng rồi hả? Nhà. Lúc trước anh tới đâu đâu có chồng đâu. Có chồng, chồng đi lính về rồi. Có Dạ. chồng chồng đi lính rồi xong bây giờ chồng về rồi. Dạ. Rồi đẻ mấy người con rồi. Một đứa. Rồi đâu? Lên rễ rồi. Ẩm lên trên núi luôn. Dạ. Ôi trời. Rồi tối chị hai về đây hả? Dạ không. Ở trên đẩy luôn hả? Dạ. Là bây giờ là chỉ có hai chị em của em ở đây thôi. Ôi ôi. Rồi ai là người nấu ăn? Em hả? Dạ. Rồi tối rồi có kèm cho em học không? Dạ có. Kèm cho em học chứ học mấy năm nay em có giấy khen luôn. Lên lớp là được đúng không? Khổ chưa? Ở trên đây thì không có công việc nào mà làm ra tiền hết cả nhà. Chỉ có đi chặt củi với nhặt phân bò thôi. Rồi đi làm rẫy trồng trọt thôi. Thanh niên á, thì đi lên rừng bắt con gà rừng. Hoặc là bắt chuột. Để kiếm ăn. Cái ngôi nhà này á, lúc trước á, là tháng mưa là sẽ bị tạt nhiều lắm cả nhà mình. Ban ngày thì nằm bên đây nó mát thôi em ha. Còn ban đêm là nằm bên kia là nóng. Khổ quá. Rồi mùng đâu sao không treo lên? À mùng đây hả? Ngủ đây tối có lạnh không? Có muỗi không? Rất có. Có muỗi hả? Phải treo mùng mới được à? Mắc cỡ hả? Gặp nhau bao nhiêu lần rồi mà mắc cỡ nữa? Phải em phải mạnh dạn lên, nói chuyện, chia sẻ để cho cô chú anh chị yêu thương nha, ông bà yêu thương. Là bây giờ là không có tiền sanh đẻ đúng không? Bán một con bò ơi, xin chị hai con bò bán đi. Hay là bán hai con dê cũng được. Hồi trước là anh tới thăm em là em chưa có chồng luôn đúng không? Là mới lấy chồng này thôi. Trong năm nay. Dạ. Cả nhà nhìn cô bé dễ thương cả nhà. Cô bé 17 tuổi. Dễ thương. Nhưng mà mặt hơi mụn nha. Thôi bây giờ là không để em ngại ngùng ha, anh sẽ tặng quà ha. Tặng quà cho tụi em rồi anh cũng xin phép rời đi nữa. Anh sẽ hướng đến một hoàn cảnh khác nữa tại vì anh thấy thương cái hoàn cảnh ba chị em á. Nên là anh mới qua bên đây, anh tặng quà. Có thể là anh tặng cho em một ít tiền để cho có lo cho em gái ăn học này. Với lại phần sanh đẻ nữa. Đây là những cái món quà tình thương của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi gắm cho anh. Anh mang tới đây để tặng cho hoàn cảnh của ba chị em ha. Rồi em nhận quà và gửi một lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân cho Mạnh Thường Quân vui nha. Chị hai ở trên đó có mền chiếu chưa? Nó có rồi. Có rồi hả? Dạ. Đây này, ở đây anh có là bốn cái gối nè. Rồi mấy chị em chia ra nè để dùng nè. Rồi em cầm để bên đó cho anh. Để ngồi sau. Bốn cái gối. Gối đây của sư cô nha cả nhà. Sư cô thì rất là nhiều. Gối dưới mền sư cô đem ra. Đây hai cái nữa là sáu cái nè. Chia ra để dành mà dùng. Mền đây là tặng cho em chip này. Mền đây mền dày là tặng em chip này. Đắp ấm này. Hai cái mền đây là tặng cho chị hai với lại chị ba này. Đây có ba cái mùng ha, ba cái mùng em chip một cái rồi chị ba chị hai một cái nha.
Khi nào mà mùng chia cắt thì mình thay. Nắng quá cả nhà ơi, thở không nổi luôn cả nhà. Thì ở đây anh mang theo là 2 ký cá nè, hôm nay thì đi thăm 2 hoàn cảnh cả nhà. Đi chơi lên hàng chở những cái món quà tình thương đó, đi ngang qua đây ghé thăm 2 em luôn. Nhà còn cá khô không? Không còn. Dạ. Rồi tặng cho 3 chị em 2 ký cá khô này. 2 ký cá khô. Để chia ra dùng, đưa cho chị hai đem lên núi nha. Dạ. Mấy ngày chị hai mới về một lần? Không biết. Chị mới đi có 2 ngày. Ừ. Còn cá này là cá mối nè, cá này ngon nè. Có thể là chiều nay mình chiên lên hay là nấu canh ăn nè. Cái này cá mối của bà Vân ở miền Tây á. Và đây là 50 ký gạo này. 50 ký gạo là anh mua tới để tặng cho tụi em để cho dự trữ ăn nha. Để cả nhà mình, hoàn cảnh của ba em cũng rất là thương cả nhà. Thì ba em là còn nhỏ, không có biết chia sẻ nhiều. Để cô chú anh chị mình hiểu thêm, thì đôi chân lên hang xin thay mặt cho ba em. Mình làm anh thì mình chia sẻ cho cô chú anh chị khán giả hiểu thêm. Cuộc sống của ba em rất là khó khăn. Từ nhỏ rồi đã mồ côi cha mẹ rồi. Mồ côi mẹ nhưng mà có cha. Nhưng mà cha thì ít khi xuống thăm đúng không? Cha thì bây giờ có cuộc sống riêng rồi. Ủa ba của em là ở trên núi luôn hả? Không có về luôn hả? Dạ. Ở trên đó là làm công việc gì? Cũng phát làm rẫy hả? Dạ. Lâu lâu cũng cho tiền tụi em chứ ha? Mỗi lần ba xuống cho nhiều tiền không? Dạ không. Cho 100 không? Dạ có. 500? Không, không có. Không có hả? Dạ. Cho 100 thôi. Rồi ba xuống rồi ba có nhắn nhủ, ba có khuyên bảo không? Ba có nói thì ba chị em sống nương tựa với nhau không? Ba dạ thương có. Yêu nhau không? Dạ có. Ba nói làm sao em nói cho anh nghe thì được không? Hả? Cứ nói không có mắc cỡ nè. Không biết nói. Không biết nói hả? Hồi đó học lớp mấy nhỉ? 8. Lớp 8. Dạ. Lớp 8 là cũng giỏi đó. Em ngại cái nhà. Mắc cỡ. Còn nhỏ quá mà, mới 17 tuổi lấy chồng rồi. Giờ chuẩn bị có con cả nhà. Khổ quá trời khổ. Bây giờ tặng tiền nha, cho một ít tiền của cô chú anh chị mình đồng quân. Gói ghém. Khóc hả? Đó. Rồi đưa chú lên hang này ghé thăm cả nhà. Ghé thăm thì mình cũng chia sẻ với cả nhà mình. Nếu mà cô chú anh chị khán giả, cô chú anh chị khán giả mà theo dõi kênh của đưa chú lên hang 2 năm trước thì sẽ biết đến cái hoàn cảnh của ba em. À, từ khi mà biết đến cái hoàn cảnh của ba em á, thì tặng nhà, tặng đèn năng lượng, rồi tặng những cái món quà tình thương thì cũng có tặng tiền rồi. À, nhiều khi cũng tặng quà cả nhà. Thì cuộc sống của ba em thì đỡ trong những ngày sắp tới đó thôi. Rồi thời gian khá là lâu là chưa quay trở lại thăm thì cuộc sống đã trở lại bình thường như cũ. Như ngày xưa mới gặp, cũng khổ khó khăn vậy. Bây giờ anh sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân nha. Em là chị ba, em phải mạnh dạn lên. Trong cuộc sống mình phải mạnh dạn lên, có chuyện gì đó mình còn chia sẻ cho em của mình nữa. Mình làm chị là mình phải có trách nhiệm nha. Đức Chân Lan Thang xin phép chức quỹ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh của Đức Chân Lan Thang tặng cho hoàn cảnh của ba em một ít tiền để ba em có cái động lực cả nha. Cả nhà, ở trong kia có một bé gái nha. Nãy giờ núp trong đó không thấy cả nhà. Trời ơi, giật. Giờ nhìn lại thấy mất hồn luôn à. Ra đây con. Đi ra đây. Nãy giờ ngồi nói chuyện với hai em mà không biết bé nằm trong đó luôn cả nhà ơi. Làm hết hồn luôn à. Hàng xóm hả? Bé. Dạ con có gì. Con có gì qua chơi. Dạ. Anh xin sẽ tập tên Mạnh Thường Quân, em lắng nghe và gửi lời cảm ơn đến ông bà cô chú nha. Mạnh Thường Quân thứ nhất. Cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 100.000. Cô Tư ở Lâm Đồng 100.000. Cô Từ Lê Ngọc ở Đồng Nai 100.000. Mạnh Thường Quân, Đỗ Xuân Văn 100.000. Xin lỗi cả nhà mình. Mạnh Thường Quân, Đỗ Xuân Văn đã hết vĩ rồi. Mạnh Thường Quân tiếp theo là cô Phạm Thị Hồng Thanh ở Long An 100.000.
Mạnh Thường Quân, Mai Tư Kiều ở Mỹ 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Cô On 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Cà Đê Trần ở Mỹ 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Cô giấu tên ở bên Canada 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Cô Tinh và Chú Minh 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Chị Việt Nguyễn ở Mỹ 100 ngàn. Chú Lê Bá Nghĩa 100 ngàn. Cô Phước Lành ở Mỹ 100 ngàn. Gia đình cô Tước ở Bình Dương 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Cô Phượng, cô Nam, cô Tuyết, cô Thủy 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Anh Nguyễn Dương Bảo đã hết quỹ. Mạnh Thường Quân Chị Mai ở Mỹ 100 ngàn. Cô Dạ Thảo 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Natalie Trần 100 ngàn. Cô Lưu Thị Ánh Hồng hết quỹ. Chú Nam Trần ở Mỹ 100 ngàn. Chị Xuân Hồng ở Mỹ 100 ngàn. Cô Trần Thị Thu Hồng 100 ngàn. Chú Điện Cô Tâm ở Mỹ 100 ngàn. Anh Chiến hết quỹ. Mạnh Thường Quân tỉnh và được thi 100 ngàn. Anh Tâm 100 ngàn. Nhóm anh chị Đức Hòa Long An 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Đặng Lê Thảo Nguyên ở Cần Thơ 100 ngàn. Cô giấu tên ở bên Mỹ 100 ngàn. Chú Nguyễn Quang Cừ 100 ngàn. Chú Thiện Duyên 100 ngàn. Cô Duyên Huệ ở Canada 100 ngàn. Anh Vinh Trung Việt ở Hóc Môn 100 ngàn. Dì Năm ở Mỹ 100 ngàn. Cô chú Cường Khiên ở Cali 100 ngàn. Chị Xuân Hồng ở Mỹ 100 ngàn. Cô Liễu ở Cali 100 ngàn. Anh Cường ở Cái Lậy Tiền Giang 100 ngàn. Bà Bảy ở chợ Bà Chiểu 100 ngàn. Dì Ngân 100 ngàn. Bạn Hồng 100 ngàn. Chú Nguyễn Văn Như ở Tây Ninh 100 ngàn. Anh Quang ở Bảo Lộc 100 ngàn. Bạn Phan Tiến Đạt 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Thúy Nguyên hết quỹ. Mạnh Thường Quân Diệp Ngọc 100 ngàn. Cô Mui hết quỹ. Cô Hiền ở thành phố Thủ Đức 100 ngàn. Chị Thảo ở Đức Hòa Long An 100 ngàn. Chị Bùi Phương Linh 100 ngàn. Chú Hà Trần Con 100 ngàn. Chị Khánh Trang 100 ngàn. Chị Tuyết ở Vũng Tàu 100 ngàn. Cô Tinh và cô Lợi 100 ngàn. Chú Nhân Nguyễn 100 ngàn. Cô Maria ở Cali 100 ngàn. Anh Lê Ngọc Lợi hết quỹ. Cô Quỳnh ở Sài Gòn 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Nguyễn Hữu Phước 100 ngàn. Cô giấu tên ở tiểu bang Colorado 100 ngàn. Bà Ngoại 100 ngàn. Cô Hương ở Đồng Nai hết quỹ. Mạnh Thường Quân Ngô Kỳ Nam, Ngô Hồn Minh 100 ngàn. Chị Thu 100 ngàn. Nhóm Thuyện Nguyện ở Sarameto 100 ngàn. Gia đình cô Nguyễn Thị Mười 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Yến Nguyễn 100 ngàn. Mạnh Thường Quân Chú Minh Cô và 100 ngàn. Tên của Mạnh Thường Quân chú Minh mới ngừa bị cả nhà, mà cái tên rất là khó đọc. Thì mong rằng là chú biết được là đội chơi thang đọc tên là chú Minh, là chú biết là cái số tiền của chú gạo giờ là đội chơi thang đã giải ngân. Chú Minh và cô, chú Minh và cô Va 100 ngàn. Chị Phương Thảo hết quỹ. Chị Thương Phạm 100 ngàn. Anh Thái ở, tiếng Anh khó đọc quá cả nhà mình ơi. Đội chơi hai xin phép là đọc tên là anh Thái ở Mỹ thôi. 100 ngàn. Đội chơi hai sẽ tổng kết lại bao nhiêu Mạnh Thường Quân nha cả nhà mình. Cô chú anh chị nào mà theo dõi video
không có tên của mình thì chắc có lẽ là quỹ của cô chú anh chị đã hết rồi. Nếu cô chú anh chị có thắc mắc, xin liên hệ với Đưa Chơi Lên Thang qua số điện thoại 0896 420 742. Đưa Chơi Lên Thang gắn bên góc bên trái nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Đưa Chơi Lên Thang sẽ tổng kết là Mạnh Thường Quân nha. Số 3, số 4, 64 Mạnh Thường Quân cả nhà. Mỗi người 100 ngàn là 6 triệu tư nha cả nhà mình. 6 triệu tư thì Đưa Chơi Lên Thang là đem theo là 2 ký cá cơm khô, 200 ngàn. Đưa Chơi Lên Thang sẽ trừ ra là còn 6 triệu 2. 6 triệu 2 thì cá là của bà Vân ở miền Tây, là cá mối tặng cho bà con, thì mùng bền chiếu gói là của sư cô, thì một bao gạo đây 50 ký thì một ký gạo là có giá là 20 ngàn nha cả nhà mình, một tạ gạo là 2 triệu, thì Đưa Chơi Lên Thang trừ ra là 50 ký, thì còn lại 50 ký là 1 triệu nha cả nhà, 1 triệu nghĩa là 2 ký tôm là 1 triệu 2. 1 triệu 2 thì 6 triệu 4 trừ cho 1 triệu 2 là còn 5 triệu 2 cho các nhà mình để gửi tặng cho hoàn cảnh của ba em. 5 triệu 2 thì đối với Đưa Chơi Lên Thang và đối với hai em số tiền cũng rất là lớn. Đôi khi trong cuộc sống á, mình rất là khó khăn, là không có mà đủ 5 ngàn để mua gói mì tôm mà ăn luôn ở cả nhà mình. Là hôm nay anh đến đây thì anh thay mặt cho ông bà cô chú Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước thăm cái hoàn cảnh của ba em nha. Rồi tặng cho ba em ít tiền, thì em là chị ba thì gói ghém trong cái số tiền là 5 triệu 4 đúng không, 5 triệu 2 đúng rồi, 5 triệu 2 thì để xây sở trong cuộc sống, có tiền thì để dành để bỏ ra một ít mình chuẩn bị là mình dành dụm mình sanh đẻ ha. Năm triệu hai rồi em nhận tiền và nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của anh gửi lời đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha. Nói lớn lên nha, không có ngại nha, ngại là ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không có thương đó, nghe không. 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 200 ngàn. Rồi em nhìn vào cái màn ảnh nhỏ, cảm ơn ông bà cô chú ơi. Nói lớn lên, mắc cỡ hả, không có cười nha, cười là ông bà không thương đó. Nói lớn lên, con xin cảm ơn ông bà cô chú. Con xin cảm ơn ông bà cô chú đã yêu thương hoàn cảnh ba chị em của con, đã yêu thương hoàn cảnh ba chị em của con và tặng quà tặng tiền, tặng quà tặng tiền cho con. Con rất là vui mừng. Dạ, con rất là mừng khi ông bà cô chú đã quan tâm. Hãy nói như vậy đó, ông bà mới thương. Chúc ông bà sức khỏe ơi. Chúc ông bà sức khỏe, mạnh khỏe tốt, luôn trẻ và xinh đẹp. Giỏi. Nếu các em còn nhỏ, cả nhà xem video thì đừng có chỉ trách các em, tội nghiệp các em nha cả nhà. Thì các em cũng không có ba mẹ bên cạnh đó, thì cũng ngại ngùng khi mà gặp người lạ cả nhà. Rồi đối với Đi Chơi Lên Thang thì 2 năm rồi mới gặp lại tụi em, chứ tụi em nhận không ra luôn. Đi Chơi Lên Thang xin phép bịt khẩu trang cả nhà. Mỗi lần mình đến thăm những cái hoàn cảnh thì mình vừa ngăn ngừa cho cái người kế bên và mình ngăn ngừa cho bản thân của mình nữa. Và Đi Chơi Lên Thang cũng xin thay mặt cho ba chị em một cô cha mẹ gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã mở tấm lòng vàng giúp cho ba chị em có cái động lực sống. Dạ, Đưa Chơi Lên Thang xin chúc cho Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và sư cô và bà Vân ở miền Tây tặng cá rất là nhiều. Dạ, xin chúc sức khỏe. Dạ, cố gắng em ha. Dạ. Lần sau nếu mà có duyên anh tới là không có được ngại ngùng như tập video hôm nay nha. Dạ. Ông bà không có thương đâu á, mình ông bà thương mình, tặng quà cho mình là mình phải biết cảm ơn. Dạ. Bé Chip biết cảm ơn không? Hả? Học lớp 5 rồi mà không biết là dở lắm á nha. Nói lớn lên này, cảm ơn ông bà này. Để ông bà thương.
Con cảm ơn. Con cảm ơn ông bà. Đã thương ba chị em con. Đã thương ba chị em con. Ừ. Con mồ côi mẹ. Con mồ côi mẹ. Cuộc sống của con khó khăn lắm. Cuộc sống của con khó khăn lắm. Được ông bà yêu thương, con rất là vui mừng. Được ông bà yêu thương, con rất vui mừng. À, chúc ông bà sức khỏe ơi. Con chúc ông bà sức khỏe. Ừ, ráng học giỏi nha. Thì á, mai mốt anh tới là anh tặng riêng cho em một con bò. Để cho em nuôi, sau này là cái tài sản đó là của em nha. Em phải giữ con bò đó. Để là nuôi là sau này có ăn học là lớn lên rồi mà có cái tài sản để đi lấy chồng nữa. Nhưng mà đừng có lấy chồng sớm nha. Đừng có như chị hai với chị ba nha, lấy chồng sớm là khổ đó nha. Có hứa không? Có hứa là chăm sóc con bò không? Hứa. Dạ hứa. Dạ hứa. Ừ. Học lớp 5 rồi mà nhút nhát quá. Này cả nhà bình luận góp ý, cả nhà suy nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của ba chị em. Tuy rằng các em thì không có chia sẻ được nhiều để ông bà cô chú anh chị hiểu, nhưng mà Đôi Chân Lang Thang là khi mà đến thăm những cái hoàn cảnh thì Đôi Chân Lang Thang đã tìm hiểu trước rồi. Cuộc sống của em rất khó khăn. Cả nhà có đồng cảm cùng với Đôi Chân Lang Thang tặng bò cho em gái không cả nhà? Thì chị ba thì có gia đình, sau này cũng có gia đình. Chị hai cũng có gia đình. Mai mốt là em gái em chip này lớn lên nè, rồi cũng phải có gia đình, rồi cũng không có tài sản nữa. Đó, tặng cho riêng em một con bò để cho em có cái tài sản, có cái động lực để cho em chip là đi học ha. Đó, học giỏi nha. Dạ. Học giỏi là mai mốt cho bò là quay lại là không được ngại ngùng như hôm nay nha. Dạ thôi anh về nha. Chúc cho ba chị em là có thật là nhiều sức khỏe, học giỏi nha. Mai mốt anh chở bò tới thì anh sẽ quay clip để cho cô chú anh chị mình thường quân xem á, thì em phải nói chuyện mạnh dạn lên ha. Được không? Hứa không? Vậy thôi anh về nha bé. Dạ. Rồi cố gắng ha, trong cuộc sống á, tiền này là thì mình cố gắng mình đi chợ. Rồi còn bao nhiêu tiền mình cố gắng là mình để dành sanh đẻ ha. Dạ. Rồi ba chị em là thương nhau, mình nương tựa với nhau. Rồi chia ra ha. Để lo cho em nữa. Nha. Dạ. Rồi cả nhà mình chắc có lẽ là Đôi Chân Lang Thang xin phép rời đi cả nhà. Đôi Chân Lang Thang sẽ hướng đến một hoàn cảnh khác. Cả nhà yêu mến Đôi Chân Lang Thang cũng đừng quên bấm cho Đôi Chân Lang Thang một lượt đăng ký nha cả nhà. Chia sẻ video rộng rãi ra cho tất cả cô chú anh chị mình cùng đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.